Forever, forever alone. Forever, forever, ever alone. Chào Hà. Oh, hi Brad. What's wrong with you? Well, hôm nay người yêu của Brand bảo là chia tay đi. Bởi vì anh ấy bảo Brand không đủ đẹp trai, không đủ tiền. Brand không phải là soái ca. Nên còn cô ấy bảo là muốn bỏ Brand luôn. Oh, don't worry. Rất là cô đơn. Don't worry, I believe in you, Brand. Call it Brand fighting. Oh. Fighting, cho nên Brand fighting. Xin chào mọi người. Brand hay thế là ở Việt Nam lúc người ta muốn giải thích nghĩa cố lên hay cố gắng, người ta hay dịch sang tiếng Anh kêu fighting. Nhưng mà nếu các bạn nói fighting với người nước ngoài sẽ nghe từ này và nghĩ các bạn muốn giải thích nghĩa đánh nhau. Bởi vì người ta không nói kiểu này. Fighting, từ fighting này là kiểu hình như là người Việt học từ này từ Hàn Quốc. Bởi vì người Hàn Quốc cũng nói nghĩa này như thế. Nhưng mà đây gọi là second hand English. Đây không phải là tiếng Anh thật, tiếng Anh người bản xứ dùng. Cho nên nếu các bạn muốn giải thích nghĩa cố lên hay cố gắng, các bạn nên nói stay strong hay là hang in there. Nếu các bạn nói như thế thì ai nào cũng hiểu ý của các bạn. So, I know that English is hard, but if you stay strong, you will be successful. See you next time. Stay strong. Stay strong. Cái này chắc chắn đúng này. Cái này chắc chắn đúng. Yeah. Nike. Nike. There's two syllables. Hai âm tiết mà. Nike. Kẻ. Kẻ. Yeah.